Báo đen Eusebio, một thể icon, số CF111ST111, quốc tịch Bồ Đào Nha, mức lương 27, chiều cao 1m75, cân nặng 76 g, thể hình trung bình chân thuận, đều như nhau 5 năm, 4 sao kỹ thuật, chỉ số gốc, kinh tế, sút xa, mà tốc độ, tạo. Ở ngoài đời thì Eusebio thường chơi vị trí CF và ông mạnh ở khả năng tăng tốc, tốc độ, rê bóng, dứt điểm, lực sút, sút xa, chọn vị trí, phản ứng. Ngoài ra các chỉ số như giữ bóng chuyền ngắn, đánh đầu và tầm nhìn cũng rất tốt. Vị trí ST thì Eusebio có sức mạnh, khả năng tăng tốc, khả năng rê bóng, khả năng phản ứng, vô lê, sút xa, khả năng dứt điểm cực tốt và lực sút mạnh. Ngoài ra các chỉ số như thăng bằng cao, đánh đầu tốt, thể lực tràn mình 8, rất ổn, bật nhảy 109 và bình tĩnh 110. Ta sẽ để Eusebio vị trí ST với chiến thuật đơn như công 3 thủ 1, sẽ nách, tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Eusebio là huyền thoại của Bồ Đào Nha. Ông đã có những năm tháng thi đấu đỉnh cao cùng câu lạc bộ Benfica, chinh phục châu Âu. Cùng với Benfica thì Eusebio đã có tới 11 chức vô địch Bồ Đào Nha, hai Champions League, tức là cúp C1 ngày xưa. Ông cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha đã đoạt hạng 3 ở World Cup 1966 ở giải đấu mà ông trở thành vua phá lưới với 9 bàn thắng. Trong đó có bàn thắng trận bán kết gặp đội tuyển Anh. Eusebio không chỉ nổi tiếng về khả năng chơi bóng thời kỳ đỉnh cao của mình, mà ông còn là một cầu thủ bóng đá mẫu mực, tấm gương cho các thế hệ sau như Cristiano Ronaldo, Figo, nói theo. Cầu thủ bóng đá có gốc Phi, Eusebio từ nhỏ đã thể hiện được năng lực chơi bóng đỉnh cao của mình, và khi được các nhà tuyển trạch Sporting Lisbon và Benfica để mắt tới thì Eusebio đã chuyển sang Bồ Đào Nha thi đấu. Ở câu lạc bộ của Bồ Đào Nha thì Eusebio trở thành một biểu tượng. Ông đã có rất nhiều bàn thắng cho đội bóng này.
Eusebio là một trong những tiền đạo có chiều cao không quá lý tưởng, tuy nhiên ông lại rất mạnh mẽ về sức mạnh lẫn thể chất, đặc biệt là khả năng tăng tốc và tốc độ. Eusebio được ví như là một con báo đen trên sân bóng, khi mà tốc độ chạy của ông là rất kinh hoàng. Và khi để Eusebio ở vị trí CF hay ST thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lối chơi tăng tốc nhanh của Eusebio để tạo nên những tình huống đột phá chớp nhoáng. Eusebio có lực sút rất mạnh, bóng đi căng và rất xoáy. Ông dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Vì vậy, đây là một trong những mẫu CF và ST cực kỳ nguy hiểm. Ở mọi vị trí, mọi góc sút, Eusebio đều có thể tung ra những cú chết chóc. Ngoài khả năng dứt điểm bằng chân rất tốt, Eusebio có khả năng chơi đầu tuyệt vời với sức bật nhảy cao. Với kỹ thuật tốt, Eusebio có khả năng thực hiện những skill quẫy tương đối mượt. Khả năng đỡ bóng bước 1 của ông là rất tốt. Ngoài ra, Eusebio có khả năng phá bẫy việt vị nhờ sử dụng lối chơi tốc độ nhanh. Có thể tận dụng những cơ hội chớp nhoáng. Khả năng dê dắt bóng của Eusebio là rất chính chân. Và QW đối với Eusebio thật sự là một thảm họa đối với hàng phòng ngự. Và với tốc độ của mình thì những cú QW sẽ là cơ hội để Eusebio chạy từ phía sau hậu vệ đội bạn, băng lên rất nhanh và thực hiện một cú ZD hoặc một cú dứt điểm với lực sút xa một cực mạnh, hiểm hóc làm bó tay mọi thủ môn. Thể nói Eusebio chính là tấm gương lớn nhất để tạo nên thế hệ thiên tài sau này cho Bồ Đào Nha, Luis Figo hay Cristiano Ronaldo, và tương lai và hiện tại chính là João Félix. Là một cầu thủ bóng đá cực kỳ tài năng cùng với một nhân cách sống vĩ đại, Eusebio đã được tôn vinh ở Bồ Đào Nha với những bức tượng đặt ở những trang trọng nhất trong các thành phố lớn. Năm tháng đỉnh cao của mình thì Eusebio khiến cho tất cả phải nể phục với khả năng chơi bóng thiên tài, nhanh nhẹn, khéo léo, giàu sức mạnh và đặc biệt là tốc độ như một chú báo điên châu Phi. Dù là dứt điểm bằng ZD hay dứt điểm bằng D thường, DD, thì lực sút của Eusebio là rất căng, bóng đi cực kỳ hiểm hóc, không cho cơ hội, không cho thủ môn đối bạn có bất cứ một cơ hội nào có thể cản phá.
bóng đá Pele đã đưa Eusebio vào danh sách 50 cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 do ông bình chọn. Điều đấy để nói lên được việc vua bóng đá Pele đánh giá cao tài năng của Eusebio. World Cup năm 1966 là giải đấu World Cup duy nhất mà Eusebio tham dự trong thành phần của đội tuyển Bồ Đào Nha, nơi mà ông đã chứng minh tài năng của mình với 9 bàn thắng, trong đó có tới 4 bàn vào lưới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước khi ghi bàn vào lưới của đội tuyển Anh, World Cup năm 1966 tổ chức tại Anh và cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh đăng quang. Trong thời kỳ thi đấu của mình thì Eusebio đã có hai danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Đồng thời đó là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, quả bóng vàng châu Âu. Ngoài khả năng chạy chỗ đón vị trí từ những đường truyền của đồng đội thì Eusebio cũng là một trong những CF và ST khả năng kín thiết tung ra những đường truyền kiến tạo cho đồng đội phía trên ghi bàn. Eusebio có thể phù hợp với mọi lối chơi, đặc biệt là lối chơi phản công giàu tốc độ và thể lực. Đó là lối chơi phòng ngự phản công với trung phong cắm là Eusebio. Ngoài ra ông cũng chơi rất tốt với sơ đồ Tiki Taka hoặc Takadada. Ngoài thi đấu vị trí ST, CF thì Eusebio hoàn toàn phù hợp với sơ đồ chạy cánh. Với lối chơi của ông rất giàu tốc độ. Eusebio là một dẫu CF và ST tương đối hoàn hảo. Chỉ CF hay ST thì đều có thể chấm cho Eusebio mức điểm là 9,5 trên 10. Trong những icon xứng đáng để các bạn sử dụng.